Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng Ô tô Thái Nguyên. Video clip ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới anh chị và các bác một con Kia Cerato mà em cũng mới mua cũng như là vừa mới dọn xong. Một chiếc sản xuất năm 2018. Con này của em là cuối 18 rồi. Đã lên nội thất hai màu, xe thì rất là đẹp và phân khúc hạng C này thì miên man option và phụ kiện. Các bác mua về là vừa chạy gia đình, vừa chạy dịch vụ, xe hoa cưới hỏi được luôn. Và loại này chạy thì rất là thích. Đấy. Về mức độ tiêu hao nhiên liệu, loại này nó cũng chạy rất là ít xăng thôi, bởi vì là máy của nó có 0.6 số sàn nha các bác nhá. Và xe thì nó đẹp như thế này, keo chỉ thì zin cả xe rồi. Và toàn bộ da này, toàn bộ tắp ly nó đẹp như này. Đấy, toàn bộ tắp ly này mới lắm, toàn bộ từ da ghế này. Đấy, nội thất hai màu các bác nhá, nội thất hai màu và có sạc không dây đấy. Đấy, có sạc không dây này. Đấy, con này là có sạc không dây. Đấy, toàn bộ tổng thành xe này, cột kèo bản lề thì zin hết. Đấy, ốc nhái là zin hết này. Toàn bộ mặt tắp lô tắp ly này, màn hình này, rồi cam hành trình, cam lùi đủ hết rồi. Về thì sẵn sử dụng. Đấy, đóng thuế ra tên là chạy luôn. Đây, tổng thành xe này, toàn bộ từ da ghế phía sau này, cửa gió điều hòa sau, toàn bộ bậc bệ lên xuống nó còn mới như này mà. Đấy, rồi là trần nỉ bọc ni lông zin hết, lốp đẹp đẹp, táp ly keo chỉnh zin cả xe nhé. Có vài những vết xương răm của là nhỏ nhỏ thôi. Còn lại tổng thành xe thì chất lắm. Đây, sẽ quay phần cúp và phần khoang máy cho các bác nhé. Đây là toàn bộ khoang cốp, keo chỉ thì zin hết, không mất phần keo chỉ nào. Toàn bộ cốp này, ốc này, toàn bộ ốc, toàn bộ ốc này nha, zin hết các bác nha. Đấy, lòng cốp nó đẹp như này không mà, kíp kíp đầy đủ, lòng cốp này, thành vách này, bản lề này, zin đét này. Đấy, đấy, lòng máng này, có nhìn thấy cái lòng máng này, trong này zin hết này. Xin hết luôn cả hai bên, xin hết mới cứng, trong này mới lắm. Toàn bộ tất cả những cái đinh bấm này. Đấy, rồi bản là zin đét cả xe luôn. Đây, phần gầm này, gầm nó đẹp như này không ạ. Toàn bộ phần gầm này, toàn bộ phần gầm này các bác nhá. Đấy, xe nhà em dọn thì quá kỹ luôn. Vậy các bác chỉ có sẵn sử dụng thôi, đóng thuế ra tên là cứ thế chạy luôn, không phải làm thêm cái gì cả. Đây, keo chỉ này, không mất một phân keo chỉ nào các bác nha. Đây, là răng phay này. Con này là tổng thành về áp phanh hoa răng này. Toàn bộ keo chỉ zin cả xe luôn, bật bệ lên xuống này. Cột kèo bản lề này, toàn bộ khoang máy này. Máy loại này thì zin đét, zin đét luôn. Phía trong này, ABS này. Đó, toàn bộ khung xương đằng đầu này, xương đằng đầu. Và toàn bộ tổng thành xe này. Đó. Vậy thì các bác đang cần tìm một con số sàn với cái tầm nguồn tiền mà loanh quanh 300 triệu, 400 triệu quay về thì đây là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý các bác nhá. Đấy, sạc không dây này, toàn bộ màn hình cam lùi, cruise control, rồi táp ly cửa lái nó đẹp như này không, táp ly cửa lái này. Đấy, tất cả những nút bấm này, có vành vô lăng nội thất, rồi da ghế, cụ số, phanh tay. Đấy, đi hết cả xe luôn, toàn bộ mặt tắp lô đẹp như này. Và tổng thành với trần phèo chân nỉ này. Xe thì quá đẹp rồi, nó mang mua về là sẵn đóng thuế ra tên là chạy. Nếu có nhu cầu là cửa hàng sẽ bao thuê trọn gói và ship xe tận nhà luôn cho các bác. Đấy, các bác có nhu cầu alo ngay cho em qua số điện thoại phía dưới màn hình nhá. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video clip. Chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.